Gia vắng vắng khách thì chị Di Thư với anh Lĩnh thử khám phá cái mẫu này coi nha. Này cũng Transformer ráp xe cứu hỏa, mã là 8999 AB, 150.000. Nói chung giá này thì chất lượng này cũng ok rồi, nhưng mà cái dòng này dòng bình dân nên chơi nhẹ tay thôi ha. Rồi giờ anh Lĩnh sẽ khám phá coi trong nó chơi như thế nào và lắp ghép như thế nào nha. Rồi Lĩnh tiếp Lĩnh. Thank you.